Hello. Ba cái khó khăn khi mà xây dựng đội nhóm hàng vạn người. Cái khó khăn đầu tiên ấy, đó là cái thay đổi tư duy, bởi vì mọi thứ gốc rễ nó phải đến từ tư duy. Thế thì tư duy, ví dụ như bản thân tôi ngày trước ấy, 12 năm rưỡi ấy, là tôi có tư duy làm công ăn lương. Và tư duy một cái con người rất là vĩ kỷ. Đấy, nhưng mà dần dần trong cái công việc kinh doanh ấy, trong việc xây dựng đội nhóm ấy, thì đương nhiên rồi, vị kỳ thì vẫn phải có. Đấy, nhưng mà quan trọng hơn đó là vị tha. Mình biết nghĩ đến người khác, mình biết nghĩ đến những người xung quanh, mình nghĩ đến khách hàng, nghĩ đến đồng đội, vân vân, nghĩ cho cả cái đội nhóm, cho cả cái tổ chức của mình. Và đây có thể nói đây là cái thứ khó nhất. Cái khó khăn thứ hai ấy, đó là thay đổi thói quen. Ngày trước có rất là, bản thân tôi có rất là nhiều những cái thói quen không tốt. Ví dụ như uống rượu nhiều này, uống bia nhiều này, rồi hay nói những cái lời tiêu cực này, nói những cái lời sát thương này. Đấy, rồi có những cái thói quen, có những cái phản ứng, nó giống như lực lượng phản ứng nhanh. Có những cái vấn đề, có những cái việc bất như ý xảy ra ấy, là mình có thể sân hận này, mình có thể nổi nóng này, mình có thể phản ứng ngay lập tức. Đấy, nhưng dần dần thay đổi nó, chuyển hóa và trở thành có những cái thói quen tốt và xây dựng cho mình những cái thói quen tốt. Cái khó khăn thứ ba, đây là một cái thứ, theo bản thân tôi đây là một cái thứ khó nhất. Đó là gì? Đó là bởi vì mình muốn xây dựng được những cái đội nhóm, những cái tổ chức hàng vạn con người ấy, thì mình phải học được cái cách chấp nhận tất cả những sự khác biệt của những người khác. Mỗi người đến với thế giới này và xuất thân từ một cái nền tảng văn hóa khác nhau, gia đình khác nhau, môi trường khác nhau, thế cho nên là không ai giống ai cả. Mỗi một người có cái hệ quy chiếu khác nhau, hệ niềm tin khác nhau, hệ giá trị khác nhau. Và nếu như mà mình muốn xây dựng một cái tổ chức, một cái đội nhóm hàng vạn người mà mình không chấp nhận được những cái sự khác biệt của người khác ấy, thì thứ nhất ấy là nó khiến cho mình rất là đau khổ, nó khiến cho mình luôn luôn là mình thấy rất là bức bối, khó chịu trong người, đúng không? Đấy, và cái sức chứa của mình nó ít. Thế cho nên ấy, và khi mình chấp nhận được những cái sự khác biệt, bởi vì sao? Bởi vì mọi thứ nó đến từ mình mà, tất cả mọi thứ nó đến từ mình. Và khi bắt đầu mình tôn trọng những cái góc nhìn của người khác, mình tôn trọng những cái cá tính của người khác, mình tôn trọng những cái cách suy nghĩ của người khác, vân vân ấy, thì mọi thứ dần dần nó thay đổi. Đấy, và đó chính là ba cái khó khăn. Và theo bản thân tôi ấy, là khi đó là ba cái khó khăn trong cái việc xây dựng đội nhóm hàng vạn người. Yes, tôi là Trương Huy Cường, sống để cống hiến và yêu thương. Hãy follow tôi để nhận thêm nhiều giá trị.